Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Topcarvn. Trước mắt quý anh chị các bạn là Vinfast Fadil, một cái dòng xe phân khúc cỡ A của bên Vinfast mà trong video ngày hôm nay, dịp đầu của tháng 12 năm 2021 này, mình vừa cập nhật được những cái chính sách giá mới nhất trong tháng 12 này về cái dòng xe cỡ A này. Nên video này mình sẽ cập nhật các bạn về chương trình khuyến mại, chương trình về ưu đãi, chương trình về quà tặng cũng như là mức giá lăn bánh mới nhất trong dịp tháng 12 về Vinfast Fadil. Đây là một dòng xe lắp ráp trong nước và đương nhiên trong bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 này, Vinfast Fadil cũng sẽ nhận mức giảm 50% lệ phí trước bạ hỗ trợ đến từ nhà nước dành cho cái dòng xe này. Đó, ở trong cái phân khúc cỡ A thì hiện tại Vinfast đang cạnh tranh với cả những cái tên tuổi rất là mạnh. Ví dụ như là Hyundai của Hyundai 10 hay là Toyota Wigo, Kia Morning, đó đều là những cái dòng xe mà được rất nhiều anh chị khách hàng chúng ta lựa chọn lần đầu mua xe ở phân khúc cỡ A. Có thể nói là thành công của Vinfast Fadil đã được chứng minh thông qua doanh số hàng tháng. Và hiện tại có thể nói đây là một dòng xe quốc dân luôn luôn lọt vào top 10 những cái dòng xe bán chạy nhất, mà là top đầu luôn quý anh chị các bạn ạ. Với 3 phiên bản hiện tại đang được Vinfast phân phối trên thị trường Việt Nam dành cho cái dòng xe Fadil này: bản tiêu chuẩn với mức giá niêm yết là 425 triệu, bản nâng cao với mức giá là 459 triệu và bản cao cấp nhất với mức giá là 499 triệu. Thì về cơ bản, nói qua một vài đặc điểm anh chị khách hàng chúng ta lần đầu mua xe để chúng ta có thể biết được những cái lợi thế của Vinfast Fadil so với những cái dòng xe khác ở trong phân khúc. Thì về cơ bản, Vinfast Fadil đang sử dụng động cơ là 1.4, các dòng xe khác ở trong phân khúc chủ yếu đang sử dụng là 1.2, i10 là 1.2, Kia Morning cũng là 1.2, Toyota Wigo cũng là 1.2. Đó, ngoài ra Vinfast Fadil có những cái đặc điểm nổi trội, ví dụ như là đang sử dụng hộp số là hộp số CVT thay vì những cái dòng xe khác ở phân khúc hạng A chúng ta đang sử dụng là hộp số tự động 4 cấp. Đó. Ngoài ra thì những cái tính năng an toàn của Vinfast Fadil cũng được trang bị cũng tương đối là ổn. Ví dụ như chúng ta có cân bằng điện tử, có được trang bị về hỗ trợ khởi hành ngang dốc, có được trang bị về kiểm soát lực kéo, có được trang bị về chống bó cứng phanh ABS, phân bố lực phanh điện tử EBD. Rồi là chúng ta có hệ thống chống trộm mã hóa động cơ. Số túi khí của Vinfast Fadil thì đang được trang bị là 2 túi khí quý chị các bạn ạ. Về cái chương trình ưu đãi, chương trình giảm giá thì trong cái chương trình của tháng 12 này thì chúng ta ngoài chương trình hỗ trợ của bên nhà nước là chúng ta vẫn nhận hỗ trợ của bên Vinfast là 50% lệ phí cho cái dòng xe cỡ A này. Ngoài ra nữa thì cái dòng xe này hiện tại nếu chúng ta đặt cọc trong chương trình của tháng 12 này, quý khách hàng chúng ta sẽ nhận gói giảm trực tiếp là 10% vào giá trị xe. Chúng ta được áp dụng hai loại voucher cho cái dòng xe này, đó là voucher 70 triệu và voucher 200 triệu quý anh chị các bạn ạ. Giá bán thì trong cái chương trình của cái tháng 12 này, bản tiêu chuẩn hiện tại thì đâu đó giá bán là 383 triệu, bản nâng cao thì đang có mức giá bán là 413 triệu và bản cao cấp có mức giá là 449 triệu cho cái dòng xe Vinfast Fadil này. Cả 3 phiên bản này và đặt mua trong chương trình của tháng 12 này, chúng ta còn được tặng thêm cái gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm của bên Vinfast các bạn ạ. Trị giá lên tới 18 triệu đồng cho cái gói bảo dưỡng như này. Ngoài ra thì chúng ta có những cái ưu đãi đặc biệt đến từ bên phía đại lý. Ví dụ như là chúng ta có thể tặng những cái sản phẩm về phụ kiện đâu đó trị giá là 20 triệu đồng và một phần quà đặc biệt, ví dụ như là một gói phủ gầm ceramic, phủ thủy tinh ấy, chính hãng, mà nó sẽ áp dụng cho tất cả những cái dòng xe của bên Vinfast các bạn ạ. Với những anh chị khách hàng nào mà chúng ta có nhu cầu trả góp cái dòng xe hạng A này, hạng A mình thấy là rất nhiều anh chị khách hàng chúng ta có nhu cầu trả góp với cái dòng tiền của Vinfast như này, chúng ta sẽ được miễn 2 năm đầu với cái phương án trả góp các bạn nhé. Và cái số tiền vay của Vinfast Fadil sẽ là tối đa là 80%, và cái thời gian vay của cái dòng xe tối đa sẽ là 8 năm nhé. Hồ sơ xét duyệt của Vinfast Fadil hay là tất cả những cái dòng xe khác của bên Vinfast sẽ là cực kỳ là nhanh và được hỗ trợ một cách tối đa. Hồ sơ sẽ là hỗ trợ tại nhà dành cho khách hàng khi chúng ta lựa chọn về cái dòng xe cỡ A như thế này. Đó. Thế còn cái mức giá lăn bánh trong cái chương trình của tháng 12 này thì mình có cập nhật cho lần lượt 3 phiên bản: bản tiêu chuẩn, bản tiêu chuẩn lăn bánh trong chương trình mới nhất tháng 12 này, nếu nó đánh ở tỉnh các bạn cần chuẩn bị là 410 triệu đồng ở tỉnh các bạn nhé. Ở Hà Nội là 437 triệu và ở thành phố Hồ Chí Minh lăn bánh sẽ là 430 triệu đồng với phiên bản tiêu chuẩn này. Em xin nhắc lại, ở tỉnh là 410, Hà Nội là 437 và thành phố Hồ Chí Minh là 430. Thế còn phương án trả góp
chiếc xe Vinfast Fadil phiên bản tiêu chuẩn này ở tỉnh các bạn cần chuẩn bị tối thiểu là 124 triệu đồng, ở Hà Nội tối thiểu là 150 triệu đồng và ở Thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 142 triệu là mang xe về nhà. Tỉnh 124, Hà Nội 150 và Thành phố Hồ Chí Minh là 142. Sang cái phiên bản thứ hai là Vinfast Fadil phiên bản nâng cao, với mức giá của nó đang là sau khi áp dụng chương trình khuyến mại Lăn Bánh ở tỉnh của phiên bản này sẽ là 442 triệu, Hà Nội là 468 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 460 triệu đồng. Quý chị các bạn nhé, tỉnh 442, Hà Nội 468 và Thành phố Hồ Chí Minh là 460 với Vinfast Fadil phiên bản nâng cao. Còn phương án trả góp Vinfast Fadil phiên bản nâng cao này ở tỉnh các bạn cần chuẩn bị tối thiểu là 132 triệu, Hà Nội tối thiểu là 158 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 150 triệu đồng. Quý chị các bạn ạ, tỉnh 132, Hà Nội 158 và Thành phố Hồ Chí Minh là 150. Thứ ba là phiên bản cao cấp, phiên bản cao cấp của Vinfast Fadil với mức giá sau khi áp dụng chương trình khuyến mại hỗ trợ của cả bên hãng, của cả bên hỗ trợ giảm 50% lệ phí trước bạ cho dòng xe lắp ráp trong nước, thì ở tỉnh các bạn cần chuẩn bị là 478 triệu, Hà Nội là 504 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh là 496 triệu để Lăn Bánh được các bạn ạ. Tỉnh 478, Hà Nội 504 và Thành phố Hồ Chí Minh là 496. Còn phương án trả góp Vinfast Fadil bản nâng cao này, tỉnh cần chuẩn bị tối thiểu 141 triệu, Hà Nội tối thiểu là 167 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 159 triệu là mang xe về nhà. Có lẽ để nói về Vinfast Fadil thì chắc chắn là khách hàng chúng ta cũng không phải lăn tăn gì nữa về chất lượng sản phẩm khi mà cũng đã được ra thị trường được một thời gian nhất định rồi, và cái doanh số hàng tháng của Vinfast Fadil cũng đã được khẳng định. Và đặc biệt là những cái khách hàng mà chúng ta đã từng chạy cái dòng xe rồi, cái dòng xe này rồi, thì hầu hết những cái trên cái thông tin truyền thông về mọi yếu tố thì chúng ta rất ít nhận những cái vấn đề khiếu nại về cái dòng xe của bên Vinfast như này. Ngoài ra thì bên đại lý sẽ có những cái chính sách linh động trong cái tháng 12 này, thì ở ngay bên dưới góc trái mình này, nếu các bạn quan tâm tới một trong ba phiên bản của Vinfast Fadil thì hãy cứ liên hệ trực tiếp cái số hotline này. Mình cam kết với các bạn rằng cái mức giá này nhá sẽ còn linh động được nữa trong chương trình của tháng 12 này các bạn ạ, sẽ còn linh động được nữa. Và ngoài ra những chương trình về quà tặng, về phụ kiện sẽ dành cho các bạn. Và cuối cùng thì xin chào và hẹn lại các bạn. Hãy nhớ đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh để luôn luôn cập nhật những cái thông tin thay đổi về xe, về giá xe mới nhất tới từ Topcarvn. Xin chào và hẹn gặp lại.